Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tiếng Anh giao tiếp của Mr. Hiếu English. Với bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của bài Useful Places for Travel, các cụm từ thông dụng hay dùng cho việc đi lại. Thì kỳ rồi chúng ta đã học cái phần là get on hay là get off. Get on, get off thì chúng ta sẽ là lên máy bay hay là lên tàu hỏa gì đó ha, lên tàu gì đó ha. Rồi get off là mình chào xuống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có thể là dùng từ get in để chúng ta bước lên chiếc xe ô tô, xe hơi. Get in the car thì chúng ta bước vô xe hơi. Hoặc là get out thì chúng ta có thể đi ra khỏi xe hơi hoặc là đi ra khỏi một cái khu vực nào đó. Thì chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là cái từ get out. Get out thì có nghĩa là chúng ta, that means to leave or go out of a place, có nghĩa là chúng ta rời khỏi hoặc là chúng ta đi khỏi một cái nơi nào đó. Example, get out. Get out, biến nhanh, đi ra khỏi chỗ này. Get out, đi đi thôi, đi chỗ khác dùm. Get out, get out, just get out. Just get out, đi ra là được rồi, chỉ cần đi ra khỏi chỗ này là được rồi. Will you? Đây là câu hỏi đuôi cũng có dạng đặc biệt của cái thể thức mệnh lệnh nha các bạn. Đây là câu hỏi đuôi của câu mệnh lệnh. Just get out, will you? Nha, làm ơn đi ra ngoài dùm. Hoặc là chúng ta có ví dụ là she got out of the car to open the gate. Ví dụ cô đó lái xe đến trước cửa nhà thì cô ấy stop the car and got out, và cô ấy đi ra khỏi chiếc xe. She got out of the car, cô ấy đi ra khỏi chiếc xe to open the gate, và mở cái cửa cổng ra ha. She got out of the car to open the gate. Hoặc là chúng ta sẽ nghe là get out the car, get out the car, đi ra khỏi xe. Hoặc là you can't get out the car. Get out the car, get out the car. I don't get out the car, but I don't get out the car. You can't get out the car. Get in. Get in là cái động tác làm ngược trở lại. Chúng ta bước vào. Là get in là to enter, là to đi vào, là đi vào. To get in just mean enter a place, đi vào một cái nơi nào đó, hay là to arrive at a place, hoặc là chúng ta đến một cái nơi nào đó gọi là get in. Ví dụ như chúng ta nói là cái xe lửa nó đến trễ 10 phút đó, cái đó thì nó tương đương nghĩa với việc arrive. Hoặc là what time does the bus get in, mấy giờ thì xe buýt nó đến vậy. Ví dụ chúng ta đang chờ ở trạm xe buýt thì chúng ta hỏi là what time does the bus get in, mấy giờ thì xe buýt nó đến. Hoặc là từ get in the car. Get in là the car là chúng ta bước vào trong xe. Get in the car. Okay everyone, let's get in the car now. Mọi người được rồi mọi người chúng ta lên xe thôi nào. Okay everyone, let's get in the car now. Okay everyone, let's get in the car now. Ready? Let's get in the car now. Ready? Arthur, get in the car. No. Bitterman, open the door. Bitterman, close that door. Get in the car. Cụm số 3 chúng ta sẽ học hôm nay đó là pick up. Pick up và cái cụm thứ tư là drop off. Drop off và pick up là hai cụm từ này cũng đối nghĩa với nhau nha các bạn. Pick up là chúng ta đón một ai đó, chúng ta đến nơi nào đó để đón một người nào đó. Pick up means to go somewhere in your car and collect somebody who is waiting for you. Có nghĩa là chúng ta đến một cái nơi nào đó bằng chiếc xe ô tô của chúng ta và chúng ta rước một người nào đó. Pick up là mình rước ai đó hay mình đón ai đó đi vào xe chúng ta. Ví dụ chúng ta đi ra phi trường để chúng ta rước bà con, hoặc là chúng ta đi đến nhà bạn của chúng ta rước bạn của chúng ta đi học, thì chúng ta sẽ dùng từ pick up. Ví dụ là I was on the way to pick up her. Và lúc đó thì tôi đang trên đường để đón cô ấy.
I was on the way to pick her up. Pick her up là đón cô ấy ha. Hoặc là I'll pick you up at 5. I'll pick you up at 5. Tôi sẽ đón bạn lúc 5 giờ. Outside the airport. Ở bên ngoài cái sân bay. I'll pick you up at 5 outside the airport. Cụm từ số 4 là drop off. Drop off. Nó có nghĩa đối nghĩa với lại thằng pick up. Drop off. Ví dụ như thế này nha các bạn. Could you drop me off? Bạn có thể ha, bạn làm ơn bỏ tôi xuống at the airport, ở tại sân bay. Could you drop me off at the airport? Could you drop me off at the airport? Bạn có thể bỏ tôi xuống ở sân bay được không ạ? Could you drop me off at the airport? Could you drop me off at the airport? Could you drop me off at the airport? Hoặc là chúng ta sẽ có một ví dụ nữa là if I spoke any more of it, he would drop me off on the highway. If I spoke any more, đây là câu điều kiện loại 2. He would drop me off. Anh ấy sẽ bỏ tôi xuống on the highway, xuống đường cao tốc. If I spoke any more of it, he would drop me off on the highway. If I spoke any more of it, he would drop me off on the highway. Cụm từ thứ năm là take off. Take off. Với lại cụm touchdown là hai cụm này trái nghĩa với nhau các bạn. Đối với một cái chiếc máy bay ha, thì take off đó là cái cánh lên. Còn ví dụ như chúng ta take off our shoes, take off our shoes, hoặc là take off our shirt, take off my shirt là cởi đồ ra, cởi. Take off là cởi bỏ ra. Còn take off đối với một cái phương tiện hàng không, nó là phương tiện vận tải hàng không thì giống như máy bay vậy đó, thì take off có nghĩa là cái cánh lên. Take off that means to leave the ground and begin to fly, có nghĩa là chúng ta rời mặt đất và bắt đầu bay lên, gọi là take off. Take off means to leave the ground and begin to fly, có nghĩa là cất cánh. Còn touch down có nghĩa là hạ cánh. Ví dụ the plane takes off in 45 minutes, máy bay sẽ cất cánh trong 45 phút nữa. The plane takes off in 45 minutes. The plane takes off in 45 minutes. The plane takes off in 45 minutes. The plane goes into the air in 45 minutes. The plane takes off in 45 minutes. Hoặc là một ví dụ nữa, a plane took off from Taipei. Một chiếc máy bay đã cất cánh từ Đài Bắc, Taipei. Đài Bắc. A plane took off from Taipei. On February 4th, 2015, a plane took off from Taipei Songsam Airport, heading to Kinmen. On February 4th, 2015, a plane took off from Taipei Songsam Airport, heading to Kinmen. Cụm từ số 6 đó là touchdown. Touchdown. That means to land on the ground. Có nghĩa là chúng ta đáp xuống, hạ cánh xuống ha. Ví dụ, a man touched down on the moon. Con người đã hạ cánh xuống được mặt trăng rồi, con người đã đáp xuống được mặt trăng rồi. Con người đã đến được mặt trăng rồi. A man touched down on the moon. A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A man touched down on the moon. Hoặc là một ví dụ nữa các bạn. A plane has now touched down in New Mexico.
The plane has now touched down in New Mexico. Máy bay đã đáp xuống cái sân bay New Mexico. But the president is on Air Force One and the plane has now touched down in New Mexico. And the plane is now touched down in New Mexico. Từ 7 và cái cụm số 8 này nó đối nghĩa với nhau. Chúng ta welcome thì chúng ta chào đón hay chào mừng ai đó, còn chúng ta see off có nghĩa là chúng ta tiễn ai đó. Ví dụ bạn bè, người thân chúng ta đi một cái chuyến hành trình dài nào đó, đi chơi ở đâu đó xa thì lâu ngày thì chúng ta tiễn họ đi ha. Thì chúng ta dùng từ see off, hoặc là tiễn người nào đó đi, thân nhân đi nước ngoài thì chúng ta dùng từ see off, hoặc là đón ai từ ở nước khác đến, từ nước khác về thì chúng ta welcome họ, và chúng ta chào đón hay đón tiếp họ. Cái từ welcome này nó mang cái nghĩa là chào đón nha các bạn. To say hello in a friendly way, chào hỏi hay đón tiếp ai đó một cách rất là thân thiện khi người ta đến với mình. Ví dụ mình nói là tôi ra cửa tôi đón bạn tôi ha, hoặc là tôi chào đón bạn tôi ở tận cửa. Ví dụ mình ra ngoài cửa đó, khi bạn bè mình tới hay người thân ai đó tới thì mình ở tận cửa để mình welcome họ. Lúc này mình chúng ta không dùng từ pick up nha các bạn, chúng ta sẽ dùng từ welcome. To say hello in a friendly way to someone who has just arrived. Chúng ta chào đón một ai đó. I've been sent to welcome you here. I've been sent to welcome you here. Tôi được cử đến đây để đón tiếp anh đấy. I've been sent to welcome you here. I've been sent to welcome you here. I've been sent to welcome you here. Are we a nation that finds a way to welcome her in? Are we a nation that finds a way to welcome her in? Cụm từ cuối cùng đó là see off. See off. See off. That means to go to a station, an airport, etc. To say goodbye to somebody starting a journey. Who is starting a journey? Có nghĩa là chúng ta đi đến cái nhà ga hay là sân bay để chúng ta nói lời tạm biệt với một ai đó, thì đó là tiễn họ đi nha. See off có nghĩa là tiễn, còn welcome là chúng ta đón mời họ đến với mình. For example, they've gone to the airport to see their son off. They've gone to the airport to see their son off. Họ vừa mới đi tới cái sân bay để tiễn con trai của họ. They've gone có nghĩa là họ đi rồi. Bây giờ họ không có mặt ở đây nữa. They've gone to the airport. Họ đã đi tới sân bay rồi. Bây giờ họ không có ở đây. They've gone to the airport to see their son off, để tiễn con trai của họ. See off. Sometimes your family or your friends are going away for a long time. Maybe they're going on a vacation or a trip. So you want to see them off. So for example, we see Frank off. Rồi chào các bạn, bài học hôm nay đến đây là hết. Mr. Hiếu English cùng kênh tiếng Anh giao tiếp. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Ta-ta for now. See ya.